Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn. Phòng đơn vụ thị xã Phú Mỹ đã công bố 4 quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo của địa phương, giữ các chức danh gồm Phó Chánh Thanh tra thị xã, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng phòng Tư pháp, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã chúc mừng 4 cán bộ vừa được bổ nhiệm, đồng thời mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm trên cương vị mới tiếp tục phát huy trí tuệ, phẩm chất, trách nhiệm, năng lực cùng với tập thể cán bộ, nhân viên của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.